Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tỉnh hỗ trợ mỗi người 10 kg gạo. Đó là chính sách hỗ trợ gạo cho những đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà tỉnh Hưng Yên đã và đang thực hiện thời gian qua. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cũng nêu cao tinh thần tương thân tương ái và đã có hàng chục nghìn trường hợp nhận được sự hỗ trợ này. Ông Phạm Văn Quang ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu là người dương tính với COVID-19 hồi tháng 5 vừa qua. Bản thân ông phải điều trị nhiều ngày tại Bệnh viện Tuyến Trung ương. Vợ ông là bà Trần Thị Hoàn cũng phải đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Khoái Châu. Gia đình ông vốn là hộ nghèo của xã Đông Ninh. Dịch bệnh ập đến khiến cho hoàn cảnh của hai ông bà vốn đã vất vả, nay lại càng vất vả hơn. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm, hai ông bà đã được hỗ trợ hơn một tạ gạo. Rất là quý, một miếng khi đói, một gói khi no. Cho nên là những cái lúc như thế mà gia đình được hỗ trợ như vậy là chúng tôi là rất cảm ơn. Một hoàn cảnh khác cũng cơ cực không kém là gia đình chị Hoàng Thị Thiết ở thôn Phú Mỹ, xã Đông Ninh. Bản thân chị và chồng, cả sức khỏe lẫn sự tinh nhanh đều không được như người bình thường. Bà đứa con đang tuổi ăn học mà cả nhà không có lấy một chiếc điện thoại thông minh để học online. Mẹ phải trở đi khắp làng để học nhờ. Nhà có 6 miệng ăn, chỉ trông chờ vào tiền đi đổi bê tông thuê của mẹ chồng và chồng chị. Nhờ chính sách hỗ trợ gạo của tỉnh mà gia đình chị đã được nhận 90 kg gạo. Số gạo ấy như chiếc phao cứu sinh cho gia đình chị trong mùa dịch. Hôm nay thì chẳng có gì, có mấy chục cân gạo đấy ở xã, ở huyện ủng hộ đấy thì có ăn, chứ còn đâu làm gì ra tiền mà ăn. Với chủ trương hỗ trợ gạo cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc tỉnh là đầu mối đã tiếp nhận các nguồn tài trợ để hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng đến các địa phương. Qua 3 đợt hỗ trợ, đã có trên 705 tấn gạo được gửi đến cho 14.500 hộ với trên 34.000 khẩu. Đi đôi với việc phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép và hai là lo công tác an sinh xã hội thì chúng tôi cũng rất là lo và quan tâm đến đời sống của những người nghèo và người cận nghèo. Hiện nay là toàn tỉnh đã hỗ trợ 3 đợt gạo cho những người nghèo, người hộ nghèo. Lần đầu thì hỗ trợ 20 kg gạo một hộ, nhưng mà chia như vậy thì cũng không công bằng lắm, mà vì có những hộ thì 2-3 người. Chính vì vậy chúng tôi và hội ý lại bàn này, tiếp tục hỗ trợ những người nghèo và người cận nghèo mỗi nhân khẩu là 10 kg gạo. Chính sách hỗ trợ gạo không đơn thuần là một miếng khi đói bằng một gói khi no, mà nó còn là một hành động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người dân yên tâm chống dịch. Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, khi về nghỉ hưu, bà Vũ Thị Quốc Khánh ở khu phố Tô Hiệu, phường Hiến Nam lại say mê với các hoạt động xã hội, tiếp tục đóng góp công sức cho sự bình yên của khu phố, hạnh phúc của mỗi gia đình. Bà được đánh giá là một trong những trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu của thành phố Hưng Yên. Tuyến đường Tô Hiệu được phường Hiến Nam chọn để xây thành tuyến đường xanh sạch đẹp do thanh niên tự quản. Từ nhiều ngày nay, bà Khánh cùng với các đoàn viên thanh niên đến tận nhà vận động người dân trả lại hành lang tuyến phố. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng sự nhiệt tình của bà Khánh vẫn khiến nhiều thanh niên khó lòng theo kịp. Cô Khánh là người rất năng nổ, mọi công việc là cô rất là sốt sắng. Nói chung tất cả mọi công việc là không ai chê trách gì cả. Với vai trò của mặt trận trong xây dựng khu dân cư văn hóa, bà Khánh cùng với các đoàn thể tại khu phố vận động người dân ủng hộ được hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình văn hóa của địa phương. Người dân khu phố cũng đã ủng hộ hàng chục triệu đồng cho quỹ phòng chống COVID-19 của phường. Đồng chí Vũ Thị Quốc Khánh là một trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu của phường. Kể từ khi tham gia cấp ủy và tham gia trưởng ban công tác mặt trận thì các đóng góp của đồng chí rất lớn cho địa phương cũng như mặt trận Tổ quốc. Với những nỗ lực ấy, bà Khánh đã nhận được bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều giấy khen, bằng khen khác. Chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.